Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách dâm cành hoa hồng có hiệu quả nhất. Thì để dâm cành hoa hồng thì trước tiên ta chuẩn bị một cái cành hoa hồng như thế này. Và chúng ta thực hiện là cắt tỉa đi. Trước tiên thì ta nên tỉa đi những cái ngọn và những cái cành non mà không cần thiết. Như đây tôi sẽ bấm đi. Các bạn sẽ xác định là sau này cành gốc của nó sẽ mọc từ đâu. Nhưng mà đây là tôi sẽ tỉa trước đi, tỉa gọn đi đã. Thì dâm hoa hồng ấy ta có hai cách. Thứ nhất là chúng ta sẽ dâm để lấy mắt lên từ mắt non, và hai là ta sẽ dâm để lấy cái cành to, có nghĩa là cái thân cây nó to ngay từ ban đầu. Thì ở đây thì tôi sẽ thực hiện luôn cả hai loại đấy luôn, hai cách luôn. Thì trước tiên là tôi sẽ lấy cái đoạn thân này, tôi sẽ lấy đoạn thân này xuống đây để khi mà tôi dâm lên thì cái cành cây này nó sẽ thấp, nó sẽ nảy mầm thấp từ ở dưới gốc. Thì đây tôi sẽ thực hiện này. Chúng ta cắt đi, cắt làm sao mà để lại một số cái mắt ngủ ở đây để nó có thể nảy mầm được. Thì như cái đoạn thân này ấy, thì ta sẽ lấy khoảng tầm 20 đến 25 cm, để sau khi ta dâm thì khi chồi nó bật lên ấy, thì nó sẽ bật lên ở cái phía gần gốc hơn. Thì đây tôi sẽ thực hiện là tôi sẽ lấy cái phần chồi nó sẽ bật lên từ ở khu vực này, nên là tôi sẽ cắt phần gốc nó ngắn đi. Các bạn cắt hơi chéo đi để cái mặt tiếp xúc nhiều hơn. Các bạn cắt dứt khoát sắc nhé, tránh trường hợp nó dập cái phần gốc này là nó sẽ bị thối. Đây như này thì ta sẽ được một cái gốc như thế này, và nó sẽ mọc cành to lên từ đây. Còn cái phần này còn lại ấy, thì ta cũng sử dụng nó để ta dâm sẽ được một cây nữa. Và một phần này cũng vậy, ta cũng lấy một phần thân của nó để ta dâm. Nếu không mà các bạn muốn phần thân to luôn ngay từ đầu thì các bạn có thể để dài. Các bạn có thể để dài như thế này để dâm thì nó sẽ có một phần thân to và nó sẽ mọc cành ra từ đây. Đấy. Thì là như thế. Còn cái cách nữa là chúng ta dâm từ những cái cành nhỏ này. Những cái cành nhỏ này thì chúng ta chỉ để 1 đến 2 mắt nổi ở trên mặt đất để cho cây nảy mầm thôi. Ví dụ này ta cắt bớt lá đi này để một chút để cho quang hợp thôi. Thì đây như đây thì tôi sẽ lấy hai mắt nổi là mắt này và mắt này, tôi sẽ cắt từ đây. Phần này chúng ta cũng vẫn có thể để lại được được một số mắt ở cái phần trạc này. Đấy. Thì ta dâm xuống vào mắt này ta để nổi trên mặt đất. Thì tương tự như vậy thì ta cắt một số cành. Nhưng mà đây thì tôi đang không có chỗ để dâm, cho nên là tôi sẽ dâm dài ra một chút. Đấy, tôi chọn một số cành như thế. Đấy, như cành này tôi để dâm dài. Có những người người ta dâm một số cái như là bên Trung Quốc, tôi thấy họ dâm mà họ bán giống sang Việt Nam thì họ chỉ cắt rất là đơn giản, họ chỉ để một mắt ngủ này thôi. Họ dâm, họ chỉ để một mắt như thế này thôi. Và khi họ dâm xuống thì nó sẽ lên một cành luôn từ đây. Đấy. Và đây thì tôi chuẩn bị cái thuốc kích rễ, đó là N3M. Cái N3M này thì khi dâm ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng 20g cho 1 lít nước. Ở đây thì là cái lọ này là lọ 100g. Thì đây tôi sẽ thực hiện tôi pha cái dung dịch này. Ở đây tôi dâm ít nên là tôi chỉ lấy 0,5 lít nước thôi. Và tôi pha khoảng tầm 10g cái chế phẩm N3M này.
Sau khi mà đã quấy tan cái chế phẩm này ra thì chúng ta thực hiện là cho cái cành này vào để chúng ta ngâm. Chúng ta ngâm trong vòng khoảng từ 10 đến 15 phút, sau đó chúng ta đem dâm. Sau khi đã ngâm ở trong cái chế phẩm N3M khoảng 10 cho đến 15 phút thì chúng ta tiến hành dâm vào một cái bầu cát. Thì ở đây dâm vào bầu cát chúng ta có mục đích thứ nhất là cát sẽ rất là dễ giữ ẩm. Và cái mục đích thứ hai nữa là cái bầu cát này sau khi mà cây bật mầm lên rồi thì chúng ta rũ cái cành ươm này ra để trồng ra bầu hoặc là trồng ra đất thì nó sẽ không bị đứt rễ, cát nó dốc mà nó không bị đứt rễ. Còn lại cái phần chế phẩm mà chúng ta đã pha rồi thì chúng ta tưới vào. Hàng ngày chúng ta tưới ẩm để cho cái bầu cát này nó luôn luôn ẩm để cho cây có thể bật rễ ra được. Thì sau khoảng tầm 15 ngày thì cây sẽ bật rễ và sẽ mọc chồi non lên. Thì tôi vừa mới hướng dẫn các bạn cách dâm cành hoa hồng bằng cái chế phẩm N3M trên bầu cát. Chúc các bạn thành công. Các bạn ấn đăng ký để ủng hộ và ấn vào chuông để đón xem những video mới nhất từ kênh.